Vâng, và đây là cặp loa Pioneer CS99A. Thì bên em đa số làm hàng Mỹ và hàng châu Âu là nhiều. Nên là đây là những cặp loa các bác dặn. Thì sao em Chiến không đưa về những cặp 99A và 88A? Thì thông báo cho các bác là những cặp 99A thì giá nó vẫn nguyên vẹn như năm trước nha các bác. Và chỉ có em thấy là 88A là lên giá thôi nha. Còn 99A thì khá là nhiều. Tại vì ở cái phân khúc 99A này á, nó khó là mà tiếp cận được nha các bác. Tại vì 88A thì rất là dễ tiếp cận, nó dao động hăm mấy triệu thì anh em rất là dễ tiếp cận. Còn 99A thì nó ở phân khúc cao, thì nó dành cho các bác nào có ngân sách nó cứ lớn lớn một tí, nên là phù hợp với một số anh em ít người chứ không có thể là mà nhiều người được, nên là khó tiếp cận. Nên những cặp này vẫn giá vẫn ổn định cho các bác nha, vẫn giao cho các bác là 43 triệu nha. Thì các bác bảo em đưa về, các bác lấy thì em tiếp tục sẽ đưa về cho các bác nha. Đây, 43 triệu nha các bác. Đây là phía trên của cặp loa 99A thì phối ghép với nó là những dòng receiver thôi các bác. Những dòng mà sức âm tụ thì càng ngon. Ví dụ như là Sansui 5000X. Đấy, nếu mà nghi 5000X hoặc là 8080dB hoặc là 9090dB hoặc là những dòng âm ly đài của những hãng Mỹ như là Fixer, Kenwood, các bác nào yêu thích cái hãng nào thì mình lựa chọn thôi. Nhưng mà theo em thì những dòng này thì các bác chơi và những sức âm tụ thì rất là hay. Ví dụ là 5000X, nhiều bác thì thích trưng bày thì các bác chơi 8080dB hoặc là 9090dB. Nhưng mà 5000X thì đánh rất là ngọt. 5000X là một trong những dòng âm ly tiếng rất là ngon. Sức âm tụ thì các bác biết rồi. Đây, canh rất đẹp nha các bác. Loa mọc này. Cặp này 43, canh đẹp. Xuất sắc. Phía sau này em quay các bác cùng xem rồi. Tiếng loa thì nó sử bắt 40. Hai loa mic này và hai loa, một loa chép kèn 6 lỗ và hai loa siêu chép. Đây là vừa nghe nhạc vàng vừa có thể là các bác nghe bên cối rất là hay nha. Rồi, tiếng loa thì đẹp, đi vào thùng vách nha các bác. Đây là e-can nè các bác. E-can cũng đẹp. Phui bụi luôn nha. Bụi quá, nó găng vải nha các bác. Nên là tất cả là găng zin hết nha. Còn những cái dòng mà loa mà găng mút á, thì nó mới là theo thời gian thì nó mọc. Nhưng những găng này thì muôn trời muôn thuở nha. Là không bao giờ mọc nha các bác. Đấy, phía trước của nó này. Cặp canh còn xanh rất đẹp. Là phía cạnh phải của cặp loa. Rất đẹp nha. Em có đăng Zalo rồi nha các bác, nên các bác có thể lên xem. Rồi tiếp tục tới cạnh trái. Hay một tay qua một tay dây loa nên nó hơi là bất tiện một tí. Đấy, em quay xa các bác xem tổng thể phía bên trái này. Các bác nhớ bật chế độ Full HD lên mình xem cho rõ ràng. Rồi xem lại phía sau lần nữa thì em sẽ dừng video nha. Đây, phía sau thì góc cạnh cái này trắng trắng là xốp nó dính nha các bác. Đông xốp á, xốp nó nát là nó dính vô nè, chứ không phải nước sơn nha. Vì các bác lấy cái gì thổi thổi ra. Đây là trạm loa 100W cho một loa, nghi thoải mái, rồi kháng 8 ohm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.